Huyền rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC 24/7. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin trong nước đáng chú ý trong tuần vừa qua. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tăng trưởng kinh tế của thành phố năm nay có thể vượt dự báo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai muốn thu hồi đất trước khi sân bay Long Thành được phê duyệt. Việt Nam tăng 19 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo 2015. Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII 2015, thì Việt Nam đã tăng được 19 bậc so với năm ngoái, song vẫn còn thấp hơn các nước láng giềng như Singapore và Malaysia. Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2015 GII, Việt Nam hiện đang đứng thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế trên thế giới và xếp thứ 9 trong nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và chỉ xếp sau Singapore và Malaysia, lần lượt ở vị trí thứ 7 và vị trí thứ 32. Có được kết quả trên là do trong năm vừa qua, Việt Nam không ngừng đầu tư mạnh cho phát triển khoa học và công nghệ. Các nền kinh tế đứng đầu trong bảng xếp hạng GII năm 2015 lần lượt là Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển, Hà Lan và Mỹ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Đại học Cornell và Trường Kinh doanh INSEAD công bố hàng năm được xem là một trong những công cụ đánh giá quan trọng cho những quản lý kinh doanh cấp cao, các nhà hoạch định chính sách và những ai quan tâm đến tình hình đổi mới sáng tạo toàn cầu. Thưa quý vị, tăng trưởng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 tăng mạnh hơn cùng kỳ các năm trước và dự báo khả năng cả năm 2015, tăng trưởng GDP của thành phố sẽ vượt mức dự báo nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất khả quan. Đây là dự báo do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra tại buổi công bố tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quý 3 năm 2015 tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 9,1%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất cùng thời kỳ 3 năm liên tiếp gần đây. Trong đó tăng trưởng chủ yếu nhờ nhóm dịch vụ vẫn giữ đà tăng trưởng hai con số. Riêng mức tăng trưởng trên nhóm công nghiệp và xây dựng trong quý 3 này tiếp tục cải thiện đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng mạnh hơn cùng kỳ các năm. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trở lại sau khi giảm mạnh năm ngoái, trong đó chủ yếu là nhập khẩu nhóm nguyên liệu sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu giảm chủ yếu do giá trị dầu thô giảm, tuy nhiên xuất khẩu các nhóm hàng khác như sản phẩm linh kiện điện tử, máy tính tăng gần 50%. Thành phố Hồ Chí Minh dự ước tăng trưởng kinh tế cả năm 2015 có thể đạt 9,8%, cao hơn mục tiêu 9,6% đề ra trước đó. Với con số dự ước tăng trưởng 9,8%, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gần đạt được mức tăng trưởng hai con số giai đoạn trước khủng hoảng kinh tế. Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thì chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 của thành phố đã giảm gần 0,5% so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do tác động của các đợt giảm giá xăng dầu vừa qua. Trong 11 nhóm hàng được thống kê, có 6 nhóm hàng hóa có CPI giảm. Nhóm giao thông vận tải giảm gần 3,5%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm gần 1%. Nhóm bưu chính viễn thông và hàng ăn và dịch vụ ăn uống đều có mức giảm tương đương 0,25%. Nhóm văn hóa giải trí giảm gần 0,1%. Nhóm may mặc, giày dép giảm nhẹ 0,01%. Theo lý giải của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân nhóm giao thông vận tải giảm giá mạnh nhất là do ảnh hưởng của hai đợt hạ giá xăng dầu vào ngày 19 tháng 8 và ngày 3 tháng 9. Giá cước vận tải cũng được điều chỉnh theo biến động của giá xăng dầu. Đáng chú ý, trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, chỉ có hàng lương thực giảm giá, còn thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình đều tăng. Tính bình quân, CPI 9 tháng đầu năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng gần 0,5% so với cùng kỳ năm 2014. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất một cơ chế đặc biệt để có thể giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành trước cả khi dự án này được phê duyệt. Nguyên nhân của đề xuất này là nhằm đảm bảo công trình được khởi công đúng thời điểm năm 2018 như chính phủ đã đề ra. Ủy ban Nhân dân Đồng Nai vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải được có một cơ chế đặc biệt để thu hồi đất xây sân bay Long Thành trước khi dự án được phê duyệt. Dù theo luật thì dự án chỉ được giải phóng mặt bằng sau khi được phê duyệt. Tuy nhiên, tỉnh này lo ngại nếu tiến hành như quy định thì có thể việc giải tỏa mặt bằng sẽ không kịp để khởi công vào năm 2018. Có hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án sân bay Long Thành. Theo Ủy ban tỉnh Đồng Nai, đa phần hộ dân đều mong muốn sớm nhường đất để ổn định cuộc sống. Chuyên mục mỗi tuần một con số, chúng tôi muốn đề cập đến con số 0,4%. Đây là tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tính đến hiện tại, theo Vụ Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội cho biết tính đến quý 2 năm nay thì có khoảng 11,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 11,45 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm gần 22% lực lượng lao động.
Những người này thuộc khu vực công, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và được hưởng 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất. Trong khi đó, thì số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chỉ hơn 213.000 người, chiếm tỷ lệ gần 0,4% lực lượng lao động. Trong đó, những người tham gia chủ yếu là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó, nhưng thiếu số năm đóng, nên đóng thêm để được nhận lương hưu. Nguyên nhân số người tham gia thấp, theo các chuyên gia, là do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đóng mức phí cao hơn, nhưng chỉ được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất, trong khi người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng cả 5 chế độ. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính sau. Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ bán ngoại tệ bình ổn thị trường khi cần thiết. Nguyên nhân do đâu mà người nước ngoài và Việt kiều vẫn chưa mua được nhà dễ dàng?